Thưa quý vị, sau 5 ngày nỗ lực, đến 9 giờ ngày 10 tháng 8, tuyến quốc lộ 32 từ huyện Mù Căng Trải, Yên Bái sang huyện Than Uyên, Lai Châu đã tạm thời được thông xe. Theo đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ 1 Yên Bái cho biết, sau 5 ngày đêm nỗ lực, đoạn đường trên đã tạm được thông xe. Công ty đã tập trung hầu hết các máy móc, phương tiện cùng 100 công nhân ngày đêm khắc phục sạt lở. Trên 1.000 dọ đá đã được chuyển đến để kè các điểm sạt lở tại km 326 250 và km 326 450, km 326 650. Với tổng khối lượng toàn tuyến bị sạt lở ước đạt 47.100 m khối trên 89 vị trí sạt lở, hư hỏng 2.500 m, hộ là an tôn chăn sóng. Việc tạm thông tuyến quốc lộ 32 đoạn qua xã Hồ 4 sẽ tạo điều kiện cho lực lượng chức năng dễ dàng huy động máy móc phương tiện tiếp cận với các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề, khắc phục hậu quả của mưa lũ, thực hiện công tác cứu trợ và giúp đỡ người dân dọn dẹp nhà cửa ổn định cuộc sống